Nghe tin cô gái Việt có bầu, chàng Tây vội vàng cắt đứt liên lạc và cái kết. Trước khi có tổ ấm nhỏ hạnh phúc như hiện nay, chị Huyền Trân đã từng xác định làm mẹ đơn thân vì chồng Tây mất tích, cắt đứt mọi liên lạc sau khi chị thông báo tin vui cho anh. Chị Huyền Trân nhìn ông xã đề nghị, anh nói yêu em đi. Anh Thomas gãi đầu suy nghĩ, mẹ ơi! Con gái, đó là con nói. Chị Huyền Trân ôm bụng cười và cả gia đình chị lại cười sảng khoái với nhau. Chị Huyền Trân thổ lộ, mỗi lần dạy chồng và con gái nói tiếng Việt chị lại cười đau bụng. Đặc biệt, đôi khi con gái gọi mẹ ơi, ông xã cũng suốt ngày gọi vợ là mẹ ơi, khiến chị giờ khóc giờ cười về hành trình học tiếng Việt của chồng. 3 năm theo chồng sang Anh sinh sống, chị Nguyễn Thị Huyền Trân, 27 tuổi, hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Thomas David Selvey, 31 tuổi, và hai con, một gái, một trai tại đây. Do mới sinh bé thứ hai nên chị Huyền Trân hiện vẫn đang ở nhà chăm con cũng như làm kênh YouTube để chia sẻ cuộc sống ở Anh của mình. Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Huyền Trân lại cười. Chị và anh Thomas gặp nhau khoảng năm 2015 thông qua một web hẹn hò trên mạng. Lúc đấy anh 26 tuổi đang làm xây dựng ở Anh, còn chị mới 23 tuổi đang làm kế toán ở Việt Nam. Sau đó anh chị có buổi gặp mặt trực tiếp khi anh cùng với hai người bạn nữa đi du lịch một tháng từ Bắc tới Nam ở Việt Nam. Và ngày cả hai gặp nhau chính là ngày cuối cùng anh ở Việt Nam và cũng là ngày sinh nhật của anh. Đúng hôm đấy là sinh nhật anh nên mình quyết định gặp. Mình dành hết một ngày với anh để đi chơi luôn. Lúc đưa anh ra sân bay thì có hơi quyến luyến nên khóc một chút vì nghĩ là chắc không còn cơ hội gặp lại. Không hiểu sao ông xã mình lúc đấy cũng khóc luôn, khóc như mưa, khóc nhiều hơn mình nữa đến mức bị bạn trêu luôn, chị Huyền Trân cười nhớ lại. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh bạn người Anh này nữa nhưng sau khi về đến anh Thomas đã nhắn tin ngay thông báo cho chị rằng mình đã đặt vé để tháng sau quay lại Việt Nam. Thông báo bất ngờ này khiến chị không tin và nghĩ anh trêu đùa nhưng sau khi xem vé máy bay chị mới tin đây là sự thật. Vậy là từ đó anh chị chính thức hẹn hò, trở thành một cặp. Trước đó mình cũng có chục mối tình vắt vai với con trai Việt Nam nhưng đều chia tay vì không hợp. Còn anh Thomas thì chưa có hẹn hò ai chính thức hết vì tính anh của lần không biết nói chuyện tán gái. Chính vì vậy lần đầu gặp mình chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với anh. Mình chỉ cảm nhận được anh là người rất hiền và chân thật, anh rất thương mình, chị Huyền Trân chia sẻ. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng anh Thomas không quản ngại. Anh cứ đi đi về về giữa hai nước để thăm chị. Và tình yêu xa sau mỗi lần gặp lại càng thắm thiết hơn. Tuy nhiên, khi chị biết tin có thai thông báo cho anh hoảng hốt vì mình chưa sẵn sàng và đã cắt liên lạc luôn với chị. Không muốn con sinh ra không có một gia đình hoàn hảo nên chị Huyền Trân đã nghĩ đến việc bỏ con khi tuyệt vọng. Vậy nhưng cứ đến cổng viện chị lại khóc quay về và rồi cuối cùng chị quyết định làm mẹ đơn thân. Chị Huyền Trân thổ lộ, thời điểm đó, chị đã xác định làm mẹ đơn thân rồi vì chị không muốn ép ai hết. Mặc dù biết đối diện với nhiều lời nói không hay từ mọi người nhưng chị chấp nhận tất cả và kiên quyết không liên lạc với anh để đòi anh có trách nhiệm với mình. Mang bầu 12 tuần, chị Huyền Trân khá lo lắng khi nghe bác sĩ thông báo có khối u một bên buồng trứng. Khối u lành tính sẽ không ảnh hưởng gì khi mang thai nhưng cần phẫu thuật nội soi cắt bỏ. Tuy nhiên vì sợ ảnh hưởng đến thai còn quá bé cũng như lo sau này sẽ khó có con nên chị quyết định giữ khối u chờ sau sinh rồi mới mổ. Chưa hết lo lắng này đến lo lắng khác, cùng lúc đó chị bị tiểu đường thai kỳ. Thai to khi 38 tuần nặng 3,8 kg. Bao khó khăn khi mang bầu ập tới tưởng như nhấn chìm chị Huyền Trân nhưng may mắn chị được bố mẹ không trách mắng khi chót dại mà luôn an ủi động viên cùng chị nuôi con, nuôi cháu. Không những vậy, tháng thứ 6 thai kỳ, anh Thomas và mẹ anh đã liên lạc trở lại với chị. Anh bù đắp bằng vật chất và hàng tháng gửi phí sinh hoạt về, còn mẹ chồng cũng thường xuyên liên lạc, gửi quà về cho hai mẹ con chị. Bé đầu mình bị tiểu đường thai kỳ phải mổ cấp cứu vì sợ tim thai ngừng đập, nguy hiểm cả mẹ cả con. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ca mổ kéo dài khoảng 30 phút mẹ tròn con vuông, cùng lúc họ lấy khối u ra với em bé ra. Sau khi sinh, ông xã và cả gia đình chồng mình sang thăm bé và đón mình sang Anh sống cuối năm 2017. Chị Trân nhớ lại ngày đi sinh bé đầu khi không có ông xã ở bên. Anh đã dắt chị đi mua nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn chị. Dẫu màn cầu hôn đơn giản, không lãng mạn ngọt ngào nhưng sự chân thành của anh đã khiến chị cảm động và gật đầu đồng ý. Được biết, chị Huyền Trân và anh Thomas đăng ký kết hôn vào năm 2017. Cả hai không tổ chức đám cưới rình rang mà chỉ ra mắt gia đình hai bên. Chị Huyền Trân sang Anh vào tháng 12 năm 2017. Nói đến đây, chị Huyền Trân thổ lộ, ở Anh các cặp đôi phải tự lo tiền cưới, bố mẹ chỉ tặng quà hoặc giúp đỡ một phần. Thời điểm đó cả hai vợ chồng chị còn trẻ không đủ điều kiện kinh tế nên tổ chức đơn giản ra mắt gia đình hai bên. Dẫu mong muốn một lần được mặc váy cô dâu nhưng bây giờ khi đã kết hôn 3 năm, chị không còn thấy đám cưới cần thiết nữa. Đối với chị,
Điều quan trọng là hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là đủ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhau. Thông cảm và chia sẻ cho nhau lúc khó khăn là đủ, còn hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài. Bất kể một mối quan hệ nào cũng có khởi đầu tốt đẹp, dần dần mới thấy điểm xấu của nhau, quan trọng là phải biết chấp nhận và bỏ qua. Nếu bản thân không bao dung được thì sẽ không sống với ai được cả, vì ra đi thì dễ nhưng ở lại mới khó, chị Huyền Trân cho hay. Sau khi sang Anh được 2 năm, chị Huyền Trân mang bầu bé thứ hai. Để bù đắp cho lần đầu chưa trọn vẹn trách nhiệm làm bố, anh Thomas chăm sóc chị chu đáo, mỗi lần đi khám thai anh đều xin nghỉ ở nhà để đi cùng chị. Thấy vợ có thai mệt mỏi anh cũng chủ động làm hết việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, lo cho con gái lớn. Còn mẹ chồng chị, sửa sang lại phòng ốc, mua thêm giường mới để cháu gái lớn có thể dùng. Bà còn sắm tất cả mọi thứ cho em bé đến lúc 1 tuổi khiến chị không phải tốn tiền mua đồ cho các con từ quần áo, xe đẩy, thuốc, ghế ăn dặm, đồ chơi, giường, cũi, ghế tập ngồi, thuốc, á. Chia sẻ về chế độ chăm sóc thai kỳ ở Anh, chị Huyền Trân cho biết, ở đây ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nếu không có vấn đề gì. Cả thai kỳ chỉ cần siêu âm 2 lần vào 12 tuần tuổi và 20 tuần tuổi. Sau đó, mẹ bầu chỉ cần gặp bà mụ. Do chị sinh mổ trước đó nên quá trình mang thai được siêu âm 4 lần. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và lần nào bác sĩ cũng nói chị hoàn toàn có thể sinh thường sau 4 năm sinh mổ dù buổi cuối cùng siêu âm thai nặng 3,2kg. Mặc dù yên tâm với nền y khoa phát triển ở Anh nhưng chị vẫn rất lo. Chị sợ đau 2 lần, sợ không đẻ thường được vẫn phải mổ và đã xin bác sĩ sinh mổ. Vì bản thân không có kiến thức y khoa nên khi bác sĩ nói khả năng sơ suất chỉ có 1 triệu ca có 1 nên chị đặt niềm tin tuyệt đối vào bác sĩ. Mang bầu bé thứ 2 đến 40 tuần chưa có dấu hiệu sinh, chị Huyền Trân vẫn không được mổ mà được bác sĩ đặt lịch kích sản ở tuần 41. Sau 4 tiếng đau bụng dữ dội từ 1 đến 5 giờ sáng, tử cung mở 5 phân, chị cũng được đẩy vào phòng sinh và bắt đầu chọc ối. Chị được gây tê tủy sống khoảng 3 giờ sau đó nhưng đến 3 giờ chiều mới mở được 6 phân. Mặc dù lúc này đã cạn ối nhưng chị vẫn được chỉ định dùng kích sản cuối cùng để mở 10 phân sinh thường mà không được sinh mổ. Chị Huyền Trân kể, lúc đấy mình bắt đầu khó thở, mình nói liên tục với họ là I can't take breath, tôi không thở được và bảo họ đưa cho ống thở nhưng chẳng ai quan tâm. Họ chỉ bảo mình cố dặn đi, không thở được và tức giận vì không ai nghe mình nói nhưng mình vẫn phải cố dặn vì sợ em bé sẽ bị ngạt. Mình đuối quá, cố nhưng không dặn nổi, họ phải dùng kẹp để lôi em bé ra. Lúc lôi ra được thì em bé không có tim thai phải đưa vào lồng kính, cũng may là sau đấy tim đập trở lại. Em bé chào đời nặng 3,8kg. Trong lúc mọi người hoảng loạn lo lấy lại tim thai cho con trai, cùng lúc đó chị Huyền Trân bắt đầu có cơn đau dữ dội. Chị bị xuất huyết do vết mổ cũ bị rách và được đưa vào phòng cấp cứu, gây mê tiến hành mổ cấp cứu gấp. Chứng kiến con không có tim thai, vợ nguy kịch, anh Thomas hoảng loạn gọi điện khắp nơi cho mọi người và khóc. Đặc biệt, khi anh nghe bác sĩ thông báo gia đình chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bởi chị Huyền Trân chỉ có 5% cơ hội sống. 4 giờ trôi qua vẫn chưa nghe tin tức gì của chị, anh càng cuống hơn. Mẹ chồng chị ở xa biết chuyện cũng khóc rất nhiều, bà còn gọi điện lên bệnh viện mắng và đòi kiện. 11 giờ đêm hôm đó mình mở mắt có tiếng cô y tá hô lên cô ấy tỉnh rồi và tiếng mọi người vỗ tay rất to. Cô y tá đến nói với mình cô đã qua cơn nguy kịch rồi, hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai bác sĩ sẽ kiểm tra và chắc chắn rằng cô có thể tự thở được sẽ rút ống thở ra. Suốt đêm hôm đấy đến sáng mình được kiểm tra và đo huyết áp liên tục, đến khoảng 9 giờ sáng, bác sĩ vào rút ống thở và cho thở oxy. Sau đó, chồng và con mình vào gặp, anh nghẹn ngào khóc nức nở nếu em có chuyện gì thật sự anh không thể sống tiếp nữa. Sau một ngày thì họ cho mình xuống phòng hồi sức. Bác sĩ xuống thăm khám và nói xin lỗi mình. Khi về nhà và gặp mẹ chồng, bà ôm mình rất chặt rồi nói con rất quan trọng đối với mẹ, với gia đình này, chị Huyền Trân kể lại. 2 tháng sau sinh, chị Huyền Trân phải uống thuốc thay cơm liên tục 4 tiếng một lần để kiềm chế đơn đau. Hiện tại, sau 3 tháng vượt qua cửa tử khi sinh, chị Huyền Trân đã ổn định trở lại, con trai chị cũng khỏe mạnh. Mặc dù gặp nguy hiểm khi đi sinh nhưng nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của chồng và mẹ chồng Tây, chị Huyền Trân cảm thấy hạnh phúc, may mắn, mọi hy sinh của mình đều xứng đáng. Đến nay, chị Huyền Trân và anh Thomas đã quen và về chung một nhà được 5 năm. 5 năm chưa thể nói lên được điều gì nhưng chị hạnh phúc vì chưa bao giờ anh to tiếng hay phàn nàn bất cứ điều gì về chị. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng từ tốn. Mỗi lần giận nhau dù đúng dù sai anh cũng là người xin lỗi trước bởi anh biết ngôi nhà sẽ rất lạnh lẽo mỗi khi chị giận. Ở Anh, trường học, y tế được miễn phí nên 5 năm sang Anh sinh sống dù vẫn phải lo tiền nhà nhưng vợ chồng chị không hề cảm thấy áp lực. Ông xã làm xây dựng chi tiêu mọi thứ trong nhà mà chị chẳng phải lo gì. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm hay hỏi đến tiền lương của chị.
Thế nhưng thỉnh thoảng chị vẫn chia sẻ kinh tế cùng anh khi mua vé cho cả nhà đi chơi xa vài ngày hoặc đi ăn nhà hàng cuối tuần. Chị Huyền Trân thừa nhận, vợ chồng mình đã là ông bố bà mẹ của hai con nhưng cả hai tính cách vẫn còn rất trẻ con, điều gì cũng đến tay mẹ chồng chăm lo từng ly từng tí. Chính vì vậy trong ngôi nhà chị ngày nào cũng có vô vàn điều thú vị và kỷ niệm. Mình nhớ có một lần mới sang, chồng đang chơi game mà lúc đấy mình cần sấy tóc. Mình không biết anh đang chơi dở nên rút cầu dao ra, anh giận quá bỏ ra ngoài. Mẹ chồng đã mắng cho anh một trận bắt anh lên xin lỗi mình. Bà lúc nào cũng là người hòa giải hai vợ chồng mình. Mỗi lần mình giận anh là mẹ chồng lại bày cho chồng đi mua hoa, nấu ăn dỗ vợ hoặc là giữ con cho hai vợ chồng đi chơi. Mình hay nói với chồng là nếu có một ngày mình có suy nghĩ đến việc rời xa anh thì mẹ là lý do duy nhất khiến mình ở lại vì bà quá tốt, chị Huyền Trân tâm sự. Hiện tại, ông xã chị đang cố gắng học tiếng Việt để hai con có thể nói tiếng Việt như mẹ. Đôi lúc con gái gọi mẹ ơi, chị Huyền Trân cũng giờ khóc giờ cười khi ông xã suốt ngày gọi mẹ ơi với vợ. Chị biết tiếng Việt khó, anh học trước quên sau nên không quan trọng chuyện có học được hay không. Tuy nhiên chị hạnh phúc vì nó giúp gia đình chị gắn kết, được cười sảng khoái cùng nhau mỗi ngày hiện tại. Câu chuyện tình yêu của Huyền Trân và Thomas đúng là thú vị phải không các bạn? Chúng ta cùng chúc cho cặp đôi này luôn hạnh phúc bên nhau nhé! Hãy like và chia sẻ video này đến với mọi người nhé! Xin cảm ơn!